là làm bằng gốm sứ Giang Tây nhập từ bên Trung Quốc về. Gốm sứ Giang Tây. Gốm sứ Giang Tây. Trời, nhìn cái phần ngói với là những cái bức tượng ở trên đó, thì đây là một cái gần như là không một chỗ nào có luôn. Không chỗ nào có nha cả nhà nha. Tại vì những cái bức tượng ở trên là chỉ có thấy một số ngôi chùa nhưng mà hiếm đúng không? Mình nói là một cái phía trong, một cái lỗi trong người ta cắt ngang qua, người ta ghép lại cái chùa nha, chứ không phải là nguyên cái chùa bằng đá. Thì đây là một cái là mình cũng lần đầu mới biết luôn. Dạ, Phú xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Video tiếp theo á, Phú gửi tới cô chú anh chị và bạn là cái khu nhà mồ của gia tộc anh Tài ở Long An. Mà kêu cái khu nhà mồ á, thì cũng không phải là khu nhà mồ, nó cũng như một cái hành cung của ông vua vậy đó. Bây giờ cái khu khu mộ đó sao á, thì giờ mời cô chú cùng Phú đi ra ngoài cái khu mộ đó mình tham quan. Và ở đây á, là cái khu vực sau vườn của nhà anh Tài. Ở đây trồng những cái cây mai rất là đẹp. Không phải mai tư quý anh. Mai tư quý không? Không, mai vàng á, nhưng mà tại mưa ái trái mùa nó chỗ á. Không phải mai tư quý. Qua đây là có cả một cái cây bú sữa cổ. Cũng là gọi là to nha, cây này to, cây rất lâu năm, tại vì nhìn cái độ gỗ với cái lớp da vỏ sần sùi á. Ở đây có thể là ảnh do anh mua về, rồi sau này là mình nuôi dưỡng lại để nó ra cái tàn, tình rất là đẹp. Cây bú sữa nó cũng là một cái gì đó về cái kỷ niệm của quê hương và về những câu chuyện cổ tích, về cái tình mẹ đó cả nhà, nên trồng cây này trong nhà cũng rất là hay. Phía bên đây là có một cái gian nhà tiểu đình, gọi là tiểu đình lục giác, thì để dành cho gia đình, chắc có lẽ là ra đây buổi chiều để mà ngắm nước. Rồi cái này hồ cá, hồ bơi đó. Hồ cá anh, hồ cá đó. Cá gì bự vậy? Em cũng không biết nữa, giờ nó đang ụp dưới quá trời luôn. Và ở cái ngôi tiểu đình này, đúng rồi anh, thì anh xuống bơi cũng được mà. Cái ngôi tiểu đình này được xây dựng bằng gỗ. Đúng rồi. Như ngày xưa vua chúa ngày xưa người ta có một cái hồ ở trước anh Dũng. Rồi người ta làm cái tiểu đình này nè, lên đây nè, nước, cái hơi nước lên đây nó mát lắm. Khi qua cái khu mộ của gia đình nhà anh thì mình sẽ vào nơi đây, quay chút xíu cái cảnh nơi đây. Đây là một trong những chiếc bàn nhìn chung cũng khá là cổ kính, nhưng mà cái này mình nghĩ là thời bây giờ nó không bằng quý bằng ở trong đâu. Cũng nhìn cái nét cũng khá độc đáo. Và đây là cái hồ cá mà cái anh chủ nhà anh xây y hệt như hồ bơi. Mình nhìn ra mình cứ nghĩ là một bên là sân tennis, và khi mà đánh xong rồi chúng ta có thể là ra bơi lội luôn. Em cũng cái này giống như hồ bơi gì ha, cái hồ bơi là cái hồ nuôi cá, cái hồ nuôi cá, cái hồ nuôi cá của gia đình á. Có lẽ là ngày xưa là định làm hồ bơi, nhưng mà chắc là sau này là hồ nuôi cá. Nuôi cá luôn. Có rồi, bây giờ bắt đầu mình đi di chuyển ra ngoài cái khu mộ đi anh Dũng. Đây nè, có những cái dừa thấy không? Còn cái cảnh vật nào đẹp bằng như thế này mọi người? Thơm cái mộng. Trái dừa của mình chỉ, nó chỉ có cho đỉnh đầu xíu thôi. Thơm mộng. Nhìn phải nói là vừa cái hiện đại mà vừa mang cái cảnh làng quê về luôn, tận nhà luôn, không cần phải đi xa xôi. Thì nơi đây mình cảm giác giống như là một cái nơi, một cái khu du lịch sinh thái thu nhỏ rồi, nó gần như là nó cũng khá đầy đủ rồi cả nhà. Khu vườn, nhà cửa, bên đây là sân tennis, bên đây là hồ cá, và chỉ có thể mình cải cách lại thành một khu để bơi luôn, một bên nuôi cá, bên bơi cũng được. Ở đây cây dừa này trái quá trời nè. Ủa Dũng, sao những cái này nó cũng đẹp đó nè ta ha. Không, cái này á, cái này á là những cái như người ta giả. Thôi cái chân coi. Không lắm nha, không lắm nha. Không lắm lắm thôi là. Cái đá này, cái đá đặc biệt cái gì thế này? Có thể là không nóng nha. Không nóng nha. Đá này nãy mình nghĩ là đi chân không có nóng, mà mình đi đâu có nóng đâu. Mà mang dép. Mang dép ra đi. Mấy dừa ta? Dừa
giờ này vẫn cũng mười mấy, 11 giờ đó. Biết em thấy chân này không nóng nha. 11 giờ rưỡi à? Đây là coi như có những cái quà dừa rất là bắt mắt nè. Chị leo lên chị hái vài trái xuống uống nước chị Trinh. Leo thiệt á. Rồi leo đi. Mặc quấy là mà rồi leo lên luôn hả? Dụ không? Dụ chị leo lên. Con Phú là không dụ thôi nha, em không dụ đâu. Lần trước chị biết. Mà em thích nhất là cái hàng dừa đây. Nhìn thơ mộng. Cây nào nó cũng có trái hết luôn. Cái này mà trăng sáng nha, cái nó thật chứ, ví dụ trăng sáng mà đem bình trà ra mấy anh em mà ngồi chơi nói chuyện này nọ. Không. Thấy rất là hay. Lúc trước có nhiều người ta ngồi đây chơi nọ mà. Đây là phía trước cái khuôn viên, cái khu mộ của gia tộc anh Tài. Khu mộ. Cái này gọi là khu mộ, khu mộ của gia tộc. Mà có cái mộ nào đó anh? Là... Có 32 phần mộ trong đó anh. Không, đã làm sẵn 32 phần mộ trong đó rồi. 32 phần mộ. Đúng rồi. Nhưng mà em sẽ nói cho anh nghe một cái như vậy. Em sẽ nói cho anh nghe cái như vậy. Là ở trong đây, theo như anh Tài anh chia sẻ là ảnh đã làm sẵn hết trong đó cái kim tỉnh rồi, hay là đệ cố cái mình làm sẵn là cái kim tỉnh á, với lại một cái như vậy đó, là cái phần khu mộ này á là làm bằng gốm sứ Giang Tây nhập từ bên Trung Quốc về. Gốm sứ Giang Tây, gốm sứ Giang Tây. Trời, nhìn phía phần ngói với lại những cái bức tượng ở trên á thì đây là một cái gần như là không một chỗ nào có luôn. Không chỗ nào có nha cả nhà nha. Tại vì những cái bức tượng ở trên là chỉ có thấy một số ngôi chùa, nhưng mà hiếm đúng không? Rất là hiếm. Nó không có nhiều là như vậy. Đúng rồi. Những bức tượng ở trên này nó gần như và là không có. Và cái đặc biệt nhất á là những cái cột á để ốp anh thấy không? Đá mà ốp cột á. Thấy không? Là nhập từ Đà Nẵng về được chạm chỗ đó, rất là cầu kỳ. Do là cái camera, cái chiếc Google của mình nó không thể nào quay xa được, nên mình lấy điện thoại mình quay một chút tí về những cái hình thù của những cái vị tiên ra đây. Toàn vẹn trên máy luôn, giống như là rất là nhiều, có cả như là bên kia cũng có đường Thanh Tạng luôn kìa, bốn thầy trò đường Tăng luôn, đang đứng đây cả nhà. Và góc này thì có tượng Phật ông gì mang chiếc giày ta, ông Đạt Ma Sư Tổ nè, rồi có tứ đại cái gì tứ đại thiên vương và những vị bồ tát khá là nhiều. Thì mình quay kiểu này chủ yếu là nó mô phỏng thôi, chứ thật ra cảnh thì cảnh thật nha, nhưng do máy quay của mình sử dụng bằng một đoạn điện thoại nên nó không thể nào nó mát mắt hết được cho cả nhà xem, nên là nó hơi uổng lụn cái đó. Và lấy nữa thì mình sẽ quay cận cảnh một chút xíu về phía dưới, có một cái bàn ở đây. Cái này là cái anh chủ nhà anh chia sẻ là đá từ Đà Nẵng anh. Đá từ Đà Nẵng. Còn những cái trụ này hình như là cũng chưa xong đúng không? Đúng rồi. Đá xong thì nhập về nằm trong đó rồi, nhưng mà thợ chưa. Và cái điều đặc biệt á là em nói với anh cái như vậy, là cái khu mộ này đã làm đã 4 năm nay rồi. 4 năm rồi mà chưa xong. Chưa xong. Rồi. Hiện tại thì giờ đang hoàn thiện những cái cây cột ở phía dưới đó đó. Là nghe anh Phú nói là anh kêu là cái khu mộ này được cái anh chủ nhà chia sẻ là đang làm 4 năm rồi nhưng mà chưa xong. Và mọi người thấy là nhiêu đây thôi là đã một cái công trình khá là vĩ đại. Ở trên đây là mình thấy là có cái chữ là Gia Long. An Long Gia. An Long Gia. An Long Gia phía trên. Và ngôi mộ này là được bao nhiêu người anh? Kêu là bao nhiêu người đã làm? 32 phần mộ nằm trong đây anh. Chắc ở phía sau chứ làm gì? Không, ở trong cái khu viên ở trong đó, ngay chỗ một chút xíu nữa mình sẽ vô mình chia sẻ những cái phần mộ riêng. Và để mình bước vào cái khu mộ á thì anh thấy là như một cái tấm bình phong đúng không anh Dũng? Ở đây là anh coi là cũng như cái tấm bình phong. À, rồng ở trên thì lưỡng long tranh châu. Cái này nguyên một cái phiến đá luôn, người ta điêu khắc trọn vẹn luôn ha. Đúng rồi anh. Khá là đẹp. Giống như một cái cuốn gì ta, cái này chiếu thư, như cuốn chiếu thư đó. Rồi, giống như cuốn chiếu thư. Và hai bên hai con dơi xung quanh luôn. Bốn con dơi luôn, bốn con dơi này tượng trưng cho chư Phúc. Cái này chư Phúc đứng giữa luôn anh, cái đó đúng là chư Phúc luôn á. Năm con dơi anh. Năm con. Ở dưới đây là một con lớn nè. Ngày xưa cái con dơi không biết, anh cũng không hiểu sao là người ta cái gọi chư Phúc đúng không? Nhưng mà anh đọc sơ người ta nói là con dơi á chứ. À, đọc theo cái chữ hoa thì nó có phiên âm đó là giống chữ Phúc, nên người ta lấy con dơi là hình tượng của chữ Phúc luôn. Ở trên là hai con rồng,
và phía đây là toàn cảnh của những ngôi mộ. Trước giờ mình quay rất nhiều ngôi mộ và từng có những ngôi mộ với 40 tỷ nha, 40 tỷ và 20 tỷ có. Thì ở đây thì mình không biết xác định được là bao nhiêu, nhưng mà ở một cái khu đất khá là rộng và một cái mái đình như thế này giống như là nó to dữ lắm nha, nhìn gì nó to nha. Và những cái lớp ngói ở trên gọi là màu lớp bằng cái ngói xanh ngọc lưu ly á. Lưu ly hả? Ra đó là kêu là ngói lưu ly á anh. Gọi là nhập từ đâu nãy anh nói quên. Nhập từ gốm sứ Giang Tây ở trên cái nóc phần khu mộ này, này đều được nhập đẹp nha. Từ ở Giang Tây về hết. Giờ mình sẽ vào phía trong một xíu. Dạ, đá là có hai con lân khá là to bằng này bằng đá non nước của Đà Nẵng á. Đá này rất là quý. Đá này đá xanh hay đá cẩm thạch anh? Đá cẩm thạch đó em. Đây gọi là đá cẩm thạch đúng không? Đá cẩm thạch với cái đá gì mà đá quý của ngoài Đà Nẵng á. Ừ. Hai con lân này cũng cả một mấy tấn á. Người ta khắc là xong người ta di chuyển từ Đà Nẵng về không phải là một chuyện dễ đâu. Bây giờ xe cộ thì di chuyển cũng dễ chứ không có khó. Đi vào phía trong là có chữ là trên bảng đây là An Long Gia. An Long Gia. Hai bên là phù điêu lỗi gốm sứ hai con rồng. Và phía trên cũng tất cả cái này bằng gốm sứ tất cả luôn anh. Gốm sứ hết luôn chứ không phải bằng gỗ nha. Là như trên nóc đình hồi nãy á, là tượng Phật tất cả này. Những tượng Phật á, Phật đều có ở trong cái này á, có hết á. Có như chuộng như cái này á. Mà nhìn cái này nó sẽ hợp hết. Không, ảnh không phải là người Hoa nhưng mà anh biết sao không? Thiết kế theo cái kiểu người Hoa nó rất là đẹp. Nhìn khá đẹp ha. Thiết kế kiểu người Hoa nó đẹp là có hai cái câu của hai câu. Đá này là đá Đà Nẵng này anh, được điêu khắc ở ngoài rồi mới vận chuyển đây nè. Anh thấy nè, hai cái mối nối nè đúng không? Đúng rồi. Có thể là hai cái gì nó bo lại xong rồi người ta dán lại. Không phải, không? Nhập về là một cái nguyên một cái ống tròn. Về đây á là mình mới cắt ra làm đôi, mình mới ốp vô cái cột. Một xíu nữa em sẽ dẫn anh lại cái đây là những hồ văn ấy chưa có ốp. Đây giống như bát tiên đó. Là bát tiên luôn. Đúng rồi, bát tiên. Bát tiên tụ hội. Cái gì người con sáu à, cái gì đó. Là cái gì tử tử gì đó. Còn cái này là đây là ông Đồng Tiên Cô, rồi cái Lữ Đồng Tăng nè, rồi cái người cầm mình qua này, cái gì đó. Tự nhiên mình có phim đó rồi chứ mà mình vẫn quên ha. Ở đây là anh thấy có cây tùng nè. Những cái hồ văn phải nói là tình xảo. Cái này là nếu mà nó đắp thì không biết là nó chắc chắn không nào, nhưng mà quyền có chủ này điêu khắc hay điêu khắc không, cái này điêu khắc thì điêu khắc rồi, nhưng mà cái kiểu nối vô cắt nối thì nó cắt ra mà nó nguyên cái trụ là anh nghĩ không biết chừng nào nó hư luôn ha. Đúng rồi, em thấy bên kia có mấy cột ờ đó là nguyên một cái bó tròn luôn đó, chứ không giống như nhưng mà đặt cốt vô phải cắt ra thành đôi nó vừa được. Đây là hai con rồng và đặc biệt hơn là phía trên là có những cái bức tranh, bức tranh thể hiện những cái cuộc sống ngày xưa, ví dụ như hoa văn bướm rồi bướm hoa. Khá là đẹp, còn rất xứng hết. Mỗi cái viên gạch này cũng rất là nhiều tiền như giống hết rồi. Còn cái này là chất liệu đá. Cái này là đá. Đá người ta mới điêu khắc chạm trổ lên rồi mới vận chuyển ra đây, nhưng mà cái này là một cái ống tròn đó thôi. Vận chuyển về nó là tròn. Về đây mới cắt ra làm thôi. Tao chị ôm cái cây cột đó đây. Bữa nay quay mặt qua đấy. Này là tiên cô cởi rồng. Ê, nhìn kỹ cái này rất đẹp nha. Nè. Thì cái này là những cái hình bát tiên nè. Tiên quá hải. Và đây là có những hàng chữ phía bên góc bên trái, thì nhìn vào có những hàng chữ như thế này. Một khu mộ được làm 4 năm trời, khu mộ gia tộc luôn. Phía trong là 4 năm chưa xong. Chưa xong luôn. Còn phía trong là gốm sứ luôn. Cái này em thấy mùa lẻ thôi chắc cũng nhiều hơn được, cái này quá trời luôn á. Đây tất cả đều bằng gốm sứ của Giang Tây. Và được anh Tài nhập về đây
để làm cái khu mộ này. Trong đây là khá là một cả một kỳ công. Em nghĩ như tiện nha. Anh để vô cái máy bắt đầu nó sấy ra giữa đó. Mà nó phí cái loại đá bên trong. Đây là những cái chữ người ta đã điêu khắc sẵn anh. Giờ chỉ chờ ghép thôi. Công phu như thế bởi vì là hơn 4 năm mà chưa xong là mọi người biết như thế nào rồi. Dành cho 32 người trong gia tộc của anh, là trong gia tộc hay nè. Thật ra có nhiều người ở quê ngày xưa, kể cả quê mình cả nhà, người ta rất là ngại ngùng về cái chuyện mà khi nói ở nó chuyện gọi là xui dũi này nọ về chúng ta trước cái chết và xui, nhưng thật ra con người ai cũng phải chết, đó là một cái tất yếu rồi, cái quy luật của thiên nhiên, của cũng là có sinh là có gì, không thể nào mình tránh khỏi được. Thì người ta nói là trước ai nấy hưởng, họ ai nấy chịu, thì chúng ta đã đủ một cái đứa tuổi nào đó và khi đã mãn phần, cái điều đó là bắt buộc chúng ta dù muốn dù không cũng phải trải qua, cho dù chúng ta có sợ hay không sợ. Thì rất là nhiều nơi và thấy những cái người gọi là những người mà có tiền, những người mà giàu giàu thì người ta đã tìm hẳn cho mình một cái số phần mộ rồi, là một cái nơi an nghỉ riêng về cho cha mẹ hoặc ông bà người ta trước rồi. Và nơi đây cũng vậy, nên là cái chuyện đó là không phải cái gì gọi là nó cử chiên gì cả nha. Tại vì đó là một cái tất yếu trong cái cuộc sống chúng ta, có sinh là có diệt. Và khi mình lên thực sự quan sát cũng muốn, mình cứ nghĩ là nó sẽ nằm ở ngoài những cái ví dụ ngoài kia, là những ở đây là giống như là cái một cái nơi gọi là cái thờ cúng thôi. Tại vì cái không khu quá đẹp và cái phần mộ sẽ nằm ở ngoài kia, ngoài những cái bờ ruộng nhưng mà không ngờ là khi quan sát và khi tới thì đều nằm đây xuống lớp. Ở đây một cái này, ở đây một cái, đây một cái, đây một cái và trải dài ra kia, nói chung là sẽ hai bên đều đã xây sẵn rồi. Đây xây sẵn gọi là những cái kim tịnh hết rồi cả nhà. Cái này là chừa sẵn hết rồi, chừa sẵn khi lấy là người ta sẽ lấy gạch lên rồi. Thì cái đời người con người ta, em nói cho anh nghe, nó chỉ có 60 năm rất là ngắn ngủi, rồi ai cũng sẽ ra đi hết. Nhưng mà những cái người ta đó, cái dạng như là nó biết trước được cái quá khứ rồi á, mình sẽ đi đó, người ta sẽ sắp đặt sẵn trước. Với lại em nói cho anh cái này, hồi xưa tại sao những cái người giàu với lại những ông quan rồi xây mộ phong thủy, thì đây á, ông anh cũng có tiền rồi, ảnh coi phong thủy trước đó, thì sau này con cháu á, nằm ở đúng hướng đúng cái chỗ đó, thì cái cuộc sống con cháu sau này nó sẽ thịnh vượng. Thì như anh Phú nói là thật ra thì cũng đúng như một phần về phong thủy, là khi mà thật ra những người mà có địa vị hay có nhiều xã hội, người ta sẽ chú trọng về mặt phong thủy khi nơi an nghỉ cuối cùng. Không có chuyện mà biết trước mà chết theo ai biết được đó, nó là cái đó cái duyên và cái phần phước của mỗi người, chờ cho bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Và con điều chỉ duy nhất không thể sửa đổi là chúng ta bắt buộc ai cũng phải rồi phải đi, cái này là cõi tạm, đó là cái không thể nào tránh khỏi. Nên biết được cái đó rồi thì chúng ta làm cái này nó cũng là một cái tất yếu thôi, nó phải gì cái gì sợ sệt đó. Em có ai rồi cũng gì, em có một cái ngôi mộ bên gần nhà em á, không phải là nhà nhà, giống như là họ chuẩn bị một cái ngôi nhà hoành tráng lắm nha, nhưng mà giống như là chuẩn bị cho ông bà già này chết á, nhưng mà sao vẫn sống 100 tuổi luôn.
chuẩn bị cho nó cho chỗ chuẩn... nằm này nọ kia. Đúng rồi. Cho anh ngày xưa vậy có một cái ông gần nhà là ông chuẩn bị cho mình một cái quan tài luôn. Đó. Tự bào tự rồi hết làm hết chứ còn sống rất là thọ. Đúng rồi. Thì người ta đã chấp nhận rồi, còn chờ cho là mình gáy thôi. Cái điều đó nói chung là cái sự sống còn của mọi người là cái quy luật, và cái được trời thương thì được nhiều, còn cái mình ít phước thì mình được ít, nó là cái có gì phải vậy. Nói chung thì cái về cái đó thì ai cũng sợ, kể cả cũng vậy, nhưng mà mình phải chấp nhận thôi, không sửa đổi được. À, và dưới chân mình đi là những cái kim tinh rất là nhiều, và một hàng hai hàng, một hai ba bốn năm sáu bảy tám cái, mười sáu cái, mỗi bên là 16, 12 là 32, hai bên là 32. Ở đây là có 19 là cả đều. Mà cũng là một trong những cái độc lạ đó thuốc, đúng không? Đúng rồi. Tại vì cũng em đi là quay, em kênh của em là ngày xưa là quay mộ là gần như là rất là nhiều, nhiều hơn tất cả các kênh khác về mộ nha, về mộ bình thường này, mộ ngày xưa hay mộ tới bây giờ là đa phần là nhiều nhất luôn tất cả các kênh khác, nên là đây là một cái rất là độc lạ như vậy đó. Là gì? Giờ cái chuyện mà xây trước thì mình đã biết từ lâu rồi, nhưng mà xây xong mà chia theo những cái ô như thế này cũng là đây là lần đầu tiên khó, lần đầu tiên mình thấy, và đặc biệt hơn khi mình thấy những cái trụ ốp như thế này cũng là lần đầu tiên luôn, mình mới phát hiện ra là tại sao những cái trụ mà bằng đá đồ mình nghĩ là bằng đá toàn quẹn, nhưng mà sau này mới hiểu ra là người ta đã làm ra những cái khung như thế này. Cái này bằng đá chứ không phải là bằng nhựa nha, bằng đá mà sau này người ta sẽ cắt ra làm đôi, và người ta sẽ ốp lại hai miếng vào cái trụ như thế này, nó sẽ ra một cái trụ đá chứ không phải là nguyên cái trụ bằng đá đó. Thì đây là cũng là một cái mình khi đi cũng có nhiều cái về cái thông tin thêm, cũng rất là hay về chỗ đó. Mà anh có biết á, nhiều người kêu anh bà bằng cái gì không? Thánh mộ cổ. Ai nói hả? Nắng Tây Ninh kêu anh là ông thần mộ cổ chứ. Ông thần mộ cổ hả? Ông thần mộ cổ. Tại kênh của em là đa phần quay cũng nhiều, tuy là không có hay về những cái mặt thông tin hay lịch sử, tại vì cái đó nó rộng lắm anh. Kể đúng mình rồi. Là mình không thể nào mà mình cái sự hiểu biết của anh em mình nó cũng có giới hạn. Ở đây mình có chầu gốm, có để là gốm hoàng nè, trên cái trái chầu còn rồng nè, là cái giỏ, cái này là cái tiệm làm gốm anh. Đúng rồi. Thôi nhìn đẹp không, dòm giống như ngày xưa ha. Cái này là giống như mà gốm chân thủy, mà gốm này là gốm đợt hai. Và phía này là người ta đã làm xong những cái tiểu cảnh sơ sơ trước rồi. Bên có hai cái hồ xuống. Hai bên để trồng bông súng. Đây là vụ lúa của bên nhà khác, mình nghĩ là ngoài đây không. Ủa cái cảm nghĩ của chị bước vào cái khu mộ này sao chị Trinh? Ở đó giờ chưa thấy. Chưa thấy hả? Ở đó giờ chưa thấy. Lần đầu tiên. Và bên bà chủ bán nước cũng phải bỏ một ít thời gian mình vô đây tham quan để đây là những bức tượng, không biết là mọi người thấy không, chứ ở phía trên chi chít những bức tượng của những vị tiên của vị Bồ Tát, và phía trên tầng ở đây và phía trên tầng mái nữa, chỗ nào cũng có. Và mình thấy tốn kém nhất là những bức tượng nha, tại vì những bức tượng này nhập từ chỗ khác qua chứ không phải nghĩ là phải của mình anh Phú à. Ở này nhập bên dân Tây vậy rồi. Mà nhìn rất là đẹp luôn, đâu có phải là đó. Anh nhìn á giống cái đồ cổ ngày xưa đúng không? Trong lần nghe không bằng một lần mình thấy. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Nên cái lúc đầu nhỏ này thì anh cũng để cảm giác rất là có một cái có là cái không nghĩ tới cái sự tất cả vòng cái khu vực trên này là anh thấy là có tranh ảnh và tượng thờ hết nè. Đó. Không biết nó vô cái máy quay thì nó có rõ hay không thì mình cũng không biết nữa. Hai cái ghế này chắc ở trong chổng ảnh đem ra đây để ngồi coi thợ làm anh. Ghế mới nha. Ghế mới chứ ghế mới à. Ghế mới không? Hay là cũng là ghế cũ nhưng mà anh dán ra đá sờ xước đá thôi. Đó. Có thể anh dán đây anh sờ xước đá thôi. Đúng rồi. Dán ở đây chưa sử dụng á. Ở đây là cái đôi. Giờ đem ra đây đi thầy. Một cái bàn đá rất là khủng. Đó, để dành thờ xung quanh. Đó, tất cả những người đây sau này. 4 năm trời mà nơi đây vẫn chưa xây xong là mọi người biết là một cái công trình nó như thế nào. Vừa tốn kém vừa đi kỳ công. Chơi keo. Chị cho em miếng không? Dạ. Ở cái chỗ này là cái điện thờ nè anh dùng, là thờ cái khu mộ á. Thì anh có thấy là trên đó người ta viên tiên không?
Thế nó bạn nó sẽ chữ nguyên tiên không? À đúng rồi. À. Anh mới để ý này anh đọc giờ nhiều mắt anh giờ kém thôi. Em nãy em đọc hai chữ em thay viên thôi nhưng mà sao này em thấy đúng rồi chữ viên tiên. À. Hai cái bình mấy cái đặt chứa gì? Hai cái tắt trước. Anh có đi tới nói với nhiều người người ta kêu lại dùng nhắc tới cái đó anh thấy bình thường nó không có gì nữa tay vừa không phải thế và đây là những cái tác phẩm điêu khắc bằng đá nguyên bộ này là bằng đá rất là to tầm 3 mét này 3-9 mét cái đá này không phải là ghép đâu là nguyên khối đó nguyên khối người ta chạm nguyên khối là ví dụ một tầng dưới này đi người ta để được chạm chỗ những con rồng là rất cầu kỳ luôn anh. Theo như anh nghĩ cái phiến bệ thờ này là nó khoảng bao nhiêu tấn? Em nghĩ nó chắc cũng phải hàng chục tấn á, nặng á. Đi tới cái phần đây đã quay một số hình ảnh và cái gọi là một cái công trình kiến trúc đó. Hơn 4 năm trời về cái phần bộ của gia tộc ở đây cũng gửi đến một xíu đó về cái hò văn tuy là không nhiều tại vì mấy này chỉ là mấy phía trong là cái lỗ trong người ta cắt ngang qua rồi người ta ghép lại cái trụ nha chứ không phải là nguyên cái trụ bằng đá thì đây là một cái là mình cũng lần đầu mới biết luôn. Video á chia sẻ cái khu mộ của gia tộc mình tại tới đây cũng kết thúc. Phú xin chào tạm biệt cô chú anh chị nha, cô chú anh chị vào clip sau. Phú cũng chân thành cảm ơn anh Tài rất là nhiều đã cho anh em của Phú vào trong quay cái khu biệt thự và cái khu mộ của gia đình anh.